Chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại nhiệt độ sáng bây giờ đang là 2 độ C này. Mình đang chuẩn bị làm đây. Nói chung là cũng như hàng ngày thôi. Đến tầm khoảng độ 7 giờ 25, 7 giờ 30 là mình cũng chuẩn bị hành trang mình đi làm đấy. Trời rất là lạnh thì mình trang bị đầy đủ là bịt tai này, rồi là đội mũ, đeo găng tay các thứ đầy đủ ấy. Tại vì trời hiện tại đang rất là lạnh. Đây là cái túi này là túi mình hàng sáng mình mang cơm ấy. Bởi vì sáng dậy sớm mình nấu cơm và mình mang đến công ty buổi trưa mình ăn đấy. Thật sự các bạn ấy, nhiệt độ 2 độ C, trời rất là lạnh. Mình nghe nói là khoảng vài hôm nữa là trời có tuyết đấy, mình cũng có thấy không? Sáng đi làm phải xỏ giày các thứ này, trời lạnh lắm. Đây tạm cái trời đấy, 2 độ C này. Trời hôm nay cũng không được lắng do lạnh. Đây thì lán xe của anh em mình đây, rau anh em trồng, su hào các kiểu, su lơ đây. Sáng ngày đạp xe đi làm từ nhà đến công ty là tầm khoảng độ mất tầm độ 15-20 phút ấy, tùy hôm đi chậm đi nhanh. Trời khá là lạnh. Đường từ ký túc của mình ra ấy, thì buổi sáng mình đi đoạn đường dốc là không thể đi được, là phải xuống trong xe ấy. Ô tô đợi người đi bộ, mà người đi bộ xong thì ô tô đi ấy. Đây người ta đang nhường đường cho ô tô này. Thực sự mọi người, lạnh 2 độ C, 2 độ C mà mình cảm giác mình đi này, đeo găng tay xong đến đây là mình ra tay mình nhăn nhau hết lại này, nó rất là lạnh luôn đấy. Bây giờ mình sẽ vào bên trong nhá. Hiện tại bây giờ đang là 10 giờ trưa mọi người ơi, mình đang đứng ở ngoài lán xe đây. Thì bên công ty mình ấy làm bắt đầu từ 8 giờ đến tầm khoảng 10 giờ là QK, có nghĩa là nghỉ trưa ấy. Nghỉ tầm khoảng độ 10 phút thì bắt đầu là làm, đến tầm độ 12 giờ là bắt đầu nghỉ ăn cơm trưa. Bây giờ đang là 5 giờ 15, mình đang trên đường đi làm về đây mọi người. Thực sự mọi người ấy, thời tiết nhiệt độ hiện tại thì bây giờ chỉ tầm khoảng độ 2 đến 3 độ C, rất là lạnh. Còn lạnh hơn lúc sáng đi mọi người, đi cảm giác bút hết tay luôn. Mình cũng vừa mới về đến cái túc mọi người. Ủa, cảm giác là nó lạnh, kinh khủng luôn. Vào phòng thôi. Sau 8 tiếng làm việc thì mình cũng đã về đến nhà. Và đây là căn phòng của mình này. Thì vẫn như hàng ngày mình đi làm về, phát là mình vặn nước vào cái bình này, mình lên trên vườn mình cái rau ấy. Hiện tại thì mình đang trồng rau, mà cái mùa này nó mùa đông, nó tối rất sớm nên mình phải là về cái mình đi tưới rau luôn. Hiện tại thì mình đang trên vườn tưới rau mọi người ạ. Ở đây thì mình có trồng được ít hành lá thì hiện tại là có củ rất to rồi. Thì mình đang dự tính là để tầm khoảng 1 tuần nữa thì cũng sắp Tết dương lịch rồi, thì bọn mình ở bên Nhật Bản ăn Tết dương lịch ấy. Thì mình lấy cái củ hành này tầm khoảng độ chục ngày nữa, cuối tuần sau, cuối tuần này ấy, là mình sẽ rổ hành lên mình phơi và mình sẽ muối hành để Tết làm món hành muối ăn đấy, rất là ngon. Ở bên này là mình trồng được cả su hào này, cũng đã có củ rồi. Và trong cái mùa đông này thì cũng thích hợp để trồng cái su hào, nhưng mà đợt vừa rồi là mình không chăm cây, không bắt sâu thì cuối cùng là sâu nó ăn hết lá này, mọi người nhìn này, lá lỗ chỗ này. Và chung là cũng có củ rồi đây, củ đang ra nhưng mà rất là bé. Đằng bên này thì mình đang trồng rau horensol, cái rau gọi là rau chân vịt của Nhật đấy. Mình vừa mới tưới rau này xong, giờ lại chuẩn bị bữa tối ấy, đi tắm giặt nấu cơm tối thôi. Phòng của mình thì ở 4 người, nhưng mà hôm nay thì có 2 thằng em là nó đi tăng ca làm thêm, nó chưa về. Còn bọn mình là không có tăng ca làm thêm, bọn mình về sớm ấy. Hiện tại bây giờ đang là 6 giờ kém ấy. Cơm chưa cắm, bây giờ mình sẽ cắm cơm đã. Cơm thì từ hồi trước đến giờ là anh em mình ăn chung, nhưng mà đợt vừa rồi là anh em mình ăn tách hết rồi, 4 thằng là ăn tách cả 4 đấy. Thằng là ăn tự thằng này nấu ấy. Nói chung là cơm thì cắm chung thôi, còn đồ ăn thì anh em mình nấu riêng hết. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị đồ ăn nhá, xem trong tủ của mình còn gì nào. Đây hôm cuối tuần mình đi mua là mua được 2 bó lấm này, mình chưa ăn đến này. Ở đây cái xà lách mình mua về nhưng mình chưa biết ăn cái gì, nên là mình sẽ bỏ ra, mình tiện thể là mình còn lửa quả cà chua ấy, mình bỏ ra sốt thịt lợn xong mình ăn kèm với xà lách này. Bất canh không còn thừa này. Đây là hành lá mình mua siêu thị đây. Cái xà lách này mình mua ở siêu thị này, có giá là 98 Việt, nó bằng 20.000 tiền Việt Nam ấy. Để làm cái món thịt sốt đấy, mình đã chuẩn bị cả 2 miếng thịt lợn để mình sốt đây. Thì mình cũng vừa mới tắm xong chuẩn bị đi ăn bữa tối này. Nhiệt độ hiện tại bây giờ đang báo là 3 độ C. Lúc nãy về đi làm về là 2 độ C, hiện tại bây giờ là 3 độ C này. Cảm giác là ngồi trong nhà mà nó cũng cóng hết tay luôn. Trong đây là cái bữa cơm tối của mình, mời mọi người ăn cơm tối của mình nhé. Cơm của mình thì cũng khá đơn giản thôi. Thịt sốt cà chua, mình ăn mấy cái món rau xà lách này. Cũng khá lâu rồi mình không ăn rau này. Mình chỉ làm cái nước nó sệt 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 để mình chấm ăn cùng ấy. Cảm giác tắm xong vào trong nhà nó buốt lạnh luôn. Ra thì cái món xà lách này của mình là mình ăn thay bữa rau luôn đấy. Xà lách thay canh luôn. Ở Nhật Bản ngày hôm nay thì cũng có khá là nhiều tỉnh là tuyết rơi. Tỉnh của mình thì vẫn chưa có. Tỉnh của mình thì mình sang tính năm nay là năm thứ 3 rồi, nhưng mà hai mùa đông vừa rồi ấy là tuyết cũng không có nhiều lắm. Nó chỉ là rơi lớp phất thôi, nó không được nhiều như các tỉnh phía bên trên đấy. Nhiều tỉnh phía bên trên hiện tại ngày hôm nay là đang là âm mấy độ ấy. Tuyết nó rơi phủ kín luôn. Thực sự là cái tuyết thì nhìn nó đẹp thôi nhưng mà nó rất là lạnh. Để mà tuyết rơi được ấy, nhiệt độ nó phải dưới 0 độ ấy, gọi chung là âm độ. Hôm nay có nhiều tỉnh thì là tuyết rơi nhẹ. Tỉnh của mình thì có chung là chỉ lạnh thôi. Sáng đi là 3 độ C. Mình đang ngồi trong nhà mình ăn cơm là mình phải bật cái lò sưởi lên. Bởi vì nhiệt độ giờ nó xuống khá mạnh. Tầm đêm nó xuống rét nữa mọi người ạ. Đêm nó xuống tầm khoảng độ 2 đến 1 độ C thôi. Đêm nằm ngủ rét lắm. Anh em mình bên đây là có cái chăn điện đấy. Đêm bật lên thì nó đỡ. Mình thì hiện tại là đang năm thứ 3 ở Nhật rồi. Thì cái tầm khoảng độ tầm này năm sau là mình đang ở Việt Nam rồi. Có nghĩa là mình hết hạn là ngày mình đi là ngày 20 tháng 11 năm 2018 đấy. Thì có nghĩa là đến ngày 20 tháng 11 năm 2021 là mình sẽ hết hạn. Thì cái ngày đó nếu mà theo đúng lịch thì ngày đó là mình sẽ về nước. Nhưng mà không biết tình hình là dịch bệnh hay là công việc thế này thì đến không biết là đến dự kiến năm sau, đến tầm khoảng đúng năm sau là bọn mình có về hay không. Thời điểm hiện tại vẫn chưa biết được. Tổng cộng là còn gần 1 năm bên Nhật nữa. Thật sự thì tổng cộng là 3 năm sang thì nghĩ là mới đầu sang thì nghĩ nó rất là lâu. Nhưng thời điểm hiện tại thì nó được hơn 2 năm, 2 năm hơn 2 năm rồi. Thì nghĩ đi thì lâu nhưng mà nghĩ lại thì là nhanh. Thoáng chốc là được ở 2 năm mà cũng chẳng mấy về nước đâu. 1 năm nữa thì nhanh không thôi. Hiện tại thì mình đang chuẩn bị quần áo để gấp vào để mai đi làm này. Mình mang về, quần áo này về mình giặt ấy, thì mình lại phải mang quần áo khác đi. Đây là cái đồng phục đi làm của mình. Cơm nước xong xuôi là mình lại đến giờ mình làm đây. Con gấu tối bị ngủ ôm. Ở đây là cái máy tính của mình này. Máy tính của mình dùng để sửa video. Đây là sách mình học đây. Sách học nhưng mà đáp ra đây, gọi cho mình sách đáp ra đây nhưng mà cũng không học mọi người ạ. Sang 2 năm hơn 2 năm rồi nhưng mà cuối cùng là cũng không động đến sách. Đợt vừa rồi mới bỏ sách ra học đây. Bàn sách để sẵn đây. Máy tính này là mình dùng để sửa video này. Cái giường của mình thì thực ra là cũng biết này, mùa đông nó lạnh ấy. Anh em mình là mua được cái chăn điện đây. Chăn điện thì mình lót ở dưới ấy. Cứ bật lên là nó ủ ấm. Thực ra thì phía trong phòng là cũng có điều hòa, nhưng mà điều hòa thì nó rất là khô ra, thế là mình cũng ít khi sử dụng. Đa số là dùng cái chăn điện này, cứ bật lên là mình ủ cái chăn này vào. Thế là tối làm là ấm thôi.